Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu đang rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, luôn có mặt tại những sự kiện nhiều khán thính giả, và là một chiếc đồng hồ có thiết kế thể thao gắn liền với những ngôi sao hạng A nổi tiếng nhất. Và còn rất nhiều điều để nói tới thương hiệu này. Chắc hẳn các bạn đã đoán ra đây là thương hiệu Hublot. Và xuất hiện tại Gia Bảo Luxury ngày hôm nay chính là chiếc đồng hồ Hublot thuộc bộ sưu tập để đời của thương hiệu, bộ sưu tập Big Bang với cỗ máy mới, ngoại hình mới và thiết kế hữu ích mang tên Unico. Trước đây chúng tôi đã có dịp giới thiệu tới các bạn chiếc Unico The Dark Knight với lớp vỏ bằng gốm hay còn gọi là ceramic. Vào tháng 8 năm 2017, làng boxing thế giới đã dậy sóng với trận đấu tỷ đô giữa tay đấm Mayweather và đấu sĩ UFC McGregor. Kết cục trận đấu là chiến thắng thuộc về Floyd Mayweather, người sở hữu bộ sưu tập Hublot kim cương đồ sộ. Và chiếc đồng hồ chúng tôi đánh giá ngày hôm nay cũng có lớp vỏ được nạm 290 viên kim cương trên vành bezel này, tay càng và phần nối dây. Cảm nhận ban đầu của chúng tôi về chiếc đồng hồ này đó là xa xỉ, lấp lánh và đắt giá. Đường kính 45mm với một chiếc đồng hồ cổ điển sẽ là quá khổ, nhưng với dáng vỏ thể thao thì lại hoàn toàn phù hợp. Phần thân vỏ của chiếc đồng hồ được chia làm 3 phần chính. Phía mặt trên được nạm kim cương, phần thân là chất liệu nhựa tổng hợp composite màu đen, còn phần đáy được hoàn thiện bằng cách kết hợp trải xước ngang và tròn. Vành bezel của Hublot Big Bang Unico vẫn theo dáng hình tròn truyền thống với 6 ốc vít hình chữ H. Các bạn có thể nhìn thấy những ốc vít này được Hublot rất chăm chút với độ hoàn thiện tôi đánh giá là khá tốt, với chất liệu là titanium nhám. Phía bên trong được làm lõm hơn so với phía bên ngoài với mục đích dễ dàng khi thao tác tháo mở. Có 114 viên kim cương với tổng trọng lượng là 1,92 carat được nạm thành hai hàng trên vành bezel Hublot Big Bang Unico. Với hình ảnh của Gia Bảo Luxury, các bạn có thể thấy được kỹ thuật nạm kim cương của Hublot tuyệt đẹp. Các chân trấu kim cương tại các góc đều tắm tắp như một. Tương tự với phần tay càng và phần nối dây được nạm tổng cộng là 176 viên kim cương có trọng lượng là 1,18 carat. Có thể một số nhà sưu tầm lâu năm có đánh giá không tích cực về Hublot khi nói độ hoàn thiện không đặc sắc, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh hệ thống nút bấm được trải xước rất là đẹp và tỉ mỉ này. Những vân xoáy tròn song song ở thân nút và xoáy tròn đồng tâm ở mặt nút bấm, núm chỉnh giờ dạng núm vặn cho phép độ chống nước lên tới 100m, được bọc một vòng nhựa đen nhằm mục đích chống xước và dễ dàng khi thao tác chỉnh giờ. Trước đây thì chúng tôi có một khách hàng mua chiếc Hublot Unico bên nước ngoài, nhưng có lẽ không được tư vấn kỹ nên sau hơn một năm sử dụng, không biết cái nút hình thang đẹp đẽ ở hai phần nắp nối dây này có tác dụng gì. Hai cái nút bấm này sinh ra không đơn thuần với mục đích chỉ làm cảnh để trang trí, mà nó có một mục đích rất là rõ ràng và tiện lợi, giúp chủ nhân sở hữu chiếc Hublot Unico có thể có một chiếc đồng hồ nhưng nhiều bộ dây cao su màu sắc khác nhau. Những cái bộ dây cao su màu sắc khác nhau này vốn là một lợi thế của Hublot để dễ dàng thay đổi với một cái tên, đó chính là One Click. Chỉ cần một lần ấn nút vào cái nút hình thang này, dây sẽ được tháo ra rất là tiện lợi mà không cần dùng bất kỳ một tool hay dụng cụ phức tạp nào, cũng như là chúng ta phải ra các cửa hàng, cửa tiệm để nhờ thay dây giống như những chiếc đồng hồ truyền thống. Cùng bàn qua về dây cao su của Hublot, Gia Bảo phải thừa nhận rằng thiết kế dây cao su của Hublot nổi tiếng từ 1980 đến nay, và xu thế đồng hồ thể thao đi kèm với dây cao su đang là hot trend, ảnh hưởng tới cả những thương hiệu lớn như là Rolex Daytona hay Yachtmaster, Patek Philippe Aquano hay Vacheron Constantin Overseas. Cao su tổng hợp của Hublot cũng được chế tác theo quy trình rất là nghiêm ngặt để đảm bảo cho việc đeo lên tay không bị ngứa này, kích ứng này, với một độ bền cao, không vỡ và nứt dây, điều thường xuyên xảy ra với những dòng dây cao su kém chất lượng. Khóa của Hublot Unico Big Bang là dạng khóa gập, chất liệu titanium mạ PVD đen, tạo cảm giác rất là sport và năng động, kết hợp với mặt trước khóa được khắc tên thương hiệu Hublot trên nền vàng tạo điểm nhấn. Quay trở lại mặt số của đồng hồ, thiết kế rất là tương lai dạng skeleton hay còn gọi là hở xương đấy các bạn. Logo thương hiệu nhũ vàng được in ngay ngắn phía dưới lớp kính sapphire. Các mốc chỉ giờ đồng hồ được hiển thị bởi các số Ả Rập đan xen với các cọc số nổi được phủ dạ quang phía bên trên. Vành ngoài của đồng hồ là mốc 60 giây kẻ chỉ
với điểm nhấn chính là cây kim chronograph màu đỏ tươi rất là đẹp. Đồng hồ phụ hiển thị giây góc 9 giờ đối diện với đồng hồ đếm giờ lên tới 60 phút. Ô lịch ngày cũng được sắp xếp ngay ngắn trong đồng hồ đếm phút này. Về tổng thể, mặt số skeleton của Unico cho phép chúng ta chiêm ngưỡng những chi tiết cơ khí tí hon và hệ thống vận hành chính xác như bánh xe chuyển động, bánh xe cột column wheel hay hộp quát đồng hồ mà không cần phải mở máy hoặc nhìn từ phía mặt sau. Mọi tòa nhà cao ốc thì đều phải hoàn thiện từ những bậc thang nhỏ nhất, và Oppo cũng vậy. Thay vì sử dụng những bộ máy Base ETA 2824 kèm một module chronograph hay là ETA Valiox 7750 cho những chiếc đồng hồ đếm giờ, thì ngày nay Oppo đã nâng cấp lên một cái cỗ máy mới, một cái cỗ máy in-house của mình mang mã hiệu là Hub 1242 với chức năng chronograph flyback, hay gọi là bật ngược, chronograph bật ngược. Cái caliber Hub 1242 tự động lên dây cót với đường kính chỉ có 30mm, 38 chân kính, biên độ dao động 28.800 nhịp trên 1 giờ, cùng cái thời lượng cót khá là ổn, 72 tiếng tương đương với 3 ngày. Độ hoàn thiện của cỗ máy này thì Gia Bảo đánh giá khá là hiện đại. Tông màu chủ đạo đó chính là màu xám, được tác động từ chất liệu Anthracite, một dạng than đá cứng có độ bền cao, thường được dùng trong lĩnh vực luyện kim cao cấp. Mức giá hãng niêm yết cho chiếc đồng hồ này là 56.600 USD, tương đương với hơn 1,3 tỷ Việt Nam đồng. Và đây là cuối của video này rồi. Các bạn có cảm nhận gì về chiếc đồng hồ rất là lấp lánh và nhiều kim cương này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment ở phía bên dưới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.